Cho tôi hỏi một câu hỏi mang tính nhân văn một chút, Sally Hoskinson. Người mà bạn đã làm việc cùng trong những ngày đầu của Ethereum. Theo góc nhìn từ người ngoài cuộc, có vẻ như đã có một vài mâu thuẫn. Có câu chuyện nào để kể về lý do tại sao hai người chia tay không? Hãy để những câu chuyện về Ethereum tự nói lên điều đó. Nhưng kể từ thời điểm đó, tôi thấy Sally đã tiến bộ và trưởng thành về nhiều mặt. Và những người theo sát Sackley chắc chắn đã nói với tôi rằng Sackley năm 2021 rất khác với Sackley năm 2014. Và tôi chắc chắn rằng Vitalik 2021 cũng khác nhiều so với Vitalik 2014. Tôi khá quan tâm đến việc Vitalik và Sackley sẽ trông như thế nào vào năm 2030 và 2040. Ồ, oh, thú vị đấy giống như sự tiến bộ của loài người, đây có thể là một trong những điều mà mọi người rất quan tâm. Năm 2030, liệu Vitalik và Zachary có là bạn thân của Nhiều nhau không? Nếu không phải hay? là người sống để bụng và có thể bỏ lại một số căng thẳng trong quá khứ, tôi nghĩ những điều như vậy là có thể. Mọi người chắc chắn có quyền và họ nên cố gắng liên tục thay đổi và tái tạo lại bản thân. Bạn có thể nói điều gì về suy nghĩ của mình về dự án Cardano mà Sakli Hoskinson lãnh đạo không? Họ đã thực hiện một số ý tưởng thú vị, phản ánh một số ý tưởng trong Ethereum, bằng chứng về cổ phần, làm việc trên các hợp đồng thông minh và tất cả những thứ đó. <laughs> Bạn có thể nói điều gì đó truyền cảm hứng tích cực không? Họ có phải là đối thủ cạnh tranh của bạn không? Hay đó là công nghệ cộng sinh? Chắc chắn có những ý tưởng thú vị trong đó. Tôi nghĩ Cardano có cách tiếp cận hơi khác so với Ethereum ở chỗ họ thực sự nhấn mạnh việc có những bằng chứng nghiên cứu học thuật lớn cho mọi thứ. Ethereum có cách làm là đi theo hướng khám phá và tìm tòi một phần vì nó đã cố gắng làm mọi thứ nhanh hơn. Tất nhiên, có những điều rất thú vị trong các nghiên cứu của IOHK. Bạn có bình luận gì về các ý tưởng đó không? Tôi, với tư cách là người trong lĩnh vực nghiên cứu, tôi thích cách xác ly nhấn mạnh vào các bài nghiên cứu và thích sự nghiêm túc trong học thuật của họ. Theo anh, vai trò của việc nghiên cứu học thuật trong thế giới crypto là gì? Thực ra tôi là loại người cho rằng sự nghiên cứu nghiêm túc đã được đánh giá quá cao. Lý do tại sao tôi nghĩ nghiên cứu nghiêm ngặt đã được đánh giá quá cao là vì tôi nghĩ về lý do tại sao các giao thức lại thất bại. Tôi nghĩ số lần thất bại bên ngoài mô hình thậm chí còn quan trọng hơn, lớn hơn và quan trọng hơn những lần thất bại bên trong mô hình. Ví dụ, nếu bạn lấy hoạt động khai thác độc quyền, xuất phát ban đầu từ năm 2013 cho thấy Bitcoin, ngay cả khi nó có thể chịu lỗi 50%, Giả sử mọi người đều trung thực thì nó chỉ có thể chịu lỗi từ 0 đến 33% tùy thuộc vào mô hình mạng của bạn. Nếu bạn giả sử các tác nhân hợp lý, đối với tôi. Đó là một ví dụ điển hình về sự thất bại bên ngoài mô hình. Bởi vì nghiên cứu đồng thuận truyền thống cho đến trước hoặc trước kỷ nguyên blockchain không nghĩ nhiều đến việc động lực có một chút suy nghĩ về việc động lực. Đã có một số bài nghiên cứu về mô hình lý trí vị tha của người Byzantine, nhưng nó không quá sâu đến thế. Nó chủ yếu hoạt động với giả định rằng chúng ta sẽ đạt được cơ chế đồng thuận giữa 15 người tham gia. Và đây là mô hình tổ chức. Nếu có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta có thể tìm hiểu xem đó có phải là cố ý ngoại tuyến hay không và nếu họ làm điều gì xấu xa thì chúng ta có thể kiện họ trong khi đó trong thế giới crypto bạn không thể kiện điều đó. Toàn bộ khám phá đó về cơ bản này sinh chỉ vì mô hình nghiên cứu đồng thuận truyền thống không bao gồm những khả năng đó. Khi bạn thoát ra khỏi mô hình, những vấn đề khác vẫn tồn tại. Nhưng đồng thời, chắc chắn có những giao thức có lỗi bên trong mô hình. Điều này làm tôi nhớ lại thời điểm tôi phát hiện ra lỗi trong quá trình triển khai đồng thuận được đề xuất từ Bitsec hoặc EOS xảy ra vào khoảng cuối năm 2017. Lỗi đó chắc chắn nằm trong mô hình vì họ có ý tưởng rất rõ ràng về những gì họ đang cố gắng đạt được. Họ đã có một mô tả rất rõ ràng, và có một lập luận toán học rất rõ ràng về lý do tại sao mô tả đó không dẫn đến những gì họ đang cố gắng đạt được, cuối cùng. Điều bạn đang cố gắng đạt được không bao giờ có thể được mô tả đầy đủ bằng ngôn ngữ hình thức, đây là phát hiện lớn của những người làm công tác an toàn AI. Chỉ cần có một đặc điểm kỹ thuật về những gì bạn muốn là một vấn đề cực kỳ khó khăn. Trình tối ưu hóa mà bạn đưa ra hướng dẫn càng mạnh thì bạn càng phải cẩn thận. Tôi nghĩ có hai mặt này. Điều khác là phần lớn phương pháp học thuật về cơ bản lại tối ưu hóa cho những người khác trong hệ thống học thuật. Nó không thực sự tối ưu hóa những người ngoài muốn tìm hiểu. Cá nhân tôi hoàn toàn được tối ưu hóa cho những người ngoài muốn tìm hiểu. Hoặc ít nhất là tôi cảm thấy mình đang cố gắng làm điều đó. Tôi đoán đó chính là lý do tại sao tôi có xu hướng cư xử theo cách mà các học giả truyền thống đôi khi chỉ trích là liều lĩnh, mặt khác. Chắc chắn có những lợi ích thực sự đến từ việc thực hiện một cách tiếp cận nghiêm ngặt đặc biệt là khi bạn biết thông số kỹ thuật của những gì bạn đang cố gắng đạt được bạn đang cố gắng cải thiện cách của mình hoặc cung cấp các giao thức thực sự cung cấp chính xác những gì bạn đang tìm kiếm tôi cảm thấy thực tế bạn có thể muốn thực hiện cả hai loại phân tích và đôi khi thậm chí muốn thực hiện cả hai loại phân tích theo từng giai đoạn. Bạn muốn làm mọi việc nhanh chóng hơn và liều lĩnh hơn, thậm chí bạn muốn nhận được nhiều phản hồi từ cộng đồng về những việc đó. Sau đó bạn triển khai nó và bạn lại nhận được nhiều phản hồi hơn. Nói chung, tôi cho rằng các chuẩn mực nghiên cứu trong tương lai, như internet đã thay đổi rất nhiều. Nó thậm chí còn thay đổi cấu trúc cộng tác và cách thức chúng ta làm việc với nhau không thể nào cấu trúc phù hợp cho nghiên cứu hợp tác lại giống như 15 năm trước. Sự kết hợp giữa những thành phần hiện có này và những ý tưởng mới là gì? Đó là điều hoàn toàn hợp pháp để đấu tranh. Tôi nghĩ thật tuyệt khi có những hệ sinh thái khác nhau có thái độ khác nhau với mọi thứ. Tôi nghĩ cũng có thể là cách hệ sinh thái Ethereum tiếp cận một số vấn đề là hoàn toàn sai lầm. Nếu có những hệ sinh thái khác với những nguyên tắc khác và chúng hoạt động tốt thì đó là điều mà chúng ta có thể học hỏi. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Phimi. Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.